Hello mọi người, lại là mình Vi đây. Vậy là chỉ còn khoảng một vài ngày nữa thôi là chúng mình sẽ chính thức bước vào một năm học mới. Vậy đây là hôm nay mình muốn quay video này để giới thiệu cho mọi người về một vài cái món đồ dùng học tập cũng như là những cái đồ skincare hoặc là những cái đồ dùng cá nhân khác mà mình đã chuẩn bị được cho cái mùa tựu trường này. Đến năm nay thì mình không còn là một học sinh nữa rồi bởi vì mình chuẩn bị trở thành một tân sinh viên. Tuy nhiên thì mình vẫn rất là hoài niệm cái bộ đồng phục cấp 3 của mình mọi người ạ. Vậy đây là mình mới mặc cái bộ áo này để quay video cho mọi người xem. Nhưng mà dù sao thì mình thấy cái đồng phục trường mình cũng rất là xinh ý, và có thể trong một cái video để trong tương lai mọi người sẽ thấy mình đang trong bộ đồng phục của ngoại giao chẳng hạn. Mình cũng mong là như vậy. Đầu tiên thì mình có một chiếc ba lô. Cái này thì mình đã dùng từ hồi mình còn học cấp 3 rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ dùng nó khi mà lên đại học bởi vì mình thấy nó rất là xinh ấy. Một ưu điểm đó chính là cái cặp này có rất nhiều ngăn nên là mình có thể thoải mái đựng đồ mà không sợ bị thiếu. Ngoài ra thì nó còn đủ rộng để chứa một cái laptop với cả những cái tài liệu A4 nữa nên là cực kỳ tiện luôn. Chất liệu thì là vải dù chống thấm nước nên là mọi người có thể đi mưa thoải mái nha. Tuy nhiên nếu mà mưa to quá thì mình cũng không dám đảm bảo đâu. Tiếp theo thì mình sẽ unbox hai quyển vở của Ca Long. Mình thì chưa biết là lên đại học sẽ phải ghi chép như thế nào ấy nên là cũng chỉ mua hai quyển về để tự học linh tinh ở nhà thôi. Cả hai quyển mình mua thì là vở Dot Grid và màu thì được shop ra ngẫu nhiên ấy. Tuy nhiên mình thấy màu nào cũng xinh hết. Mình không hiểu vì sao nhưng mà mình cảm thấy chữ mình rất là hợp với cái vở chấm chấm ấy, thay vì là cái dòng kẻ ngang hoặc là kiểu ô vuông. Chắc là tại chữ mình hơi to với cả tròn ấy. Trời ơi, tôi rất là mê viết cái vở của Ca Long bởi vì giấy nó có màu vàng ngà không bị chói mắt ấy. Với cả là chất giấy cực kỳ dày dặn nên là dù mình có viết mực đậm hay là những cái bút màu highlight gì đấy thì nó cũng không bị thấm sang trang bên cạnh. Thường thì khi mua bút mình sẽ mua cả hộp luôn thay vì mua vài cái lẻ tẻ để đỡ phải đi lại nhiều lần ấy. Mình mua cái bút này trên Shopee vì giá cực kỳ rẻ, chỉ có 1.500 hay là 2.000 thôi. Nhưng mà chất lượng thì hơi bị làm tôi bất ngờ. Kiểu mình viết thử thì thấy mực da rất là đều với cả là không bị tắc. Mọi người có thể thử nha. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị một vài cái giấy nốt với cả là tập ghi chú ấy. Thật ra là mình cũng không có thói quen sử dụng giấy nốt đâu, nhưng mà thấy cái màu hồng này với cả là con thỏ xinh quá ấy, nên là cũng phải tậu về cho bằng được. Mình chắc chắn là cả năm mình cũng sẽ không dùng hết hai cái tập này đâu. Tiếp theo thì mình có mua một cái quyển vở nho nhỏ như thế này để viết tất cả những cái công việc mà mình phải làm vào đây. Ví dụ như kiểu là to do list, những công việc hàng ngày này, hay là thể có biểu hoặc là lịch thi. Nói chung là để đảm bảo rằng cái đầu óc hay quên của mình nó sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái sự kiện quan trọng nào cả. Và một nhân vật không thể thiếu trong hao đồ tựu trường của mình đó chính là bút highlight. Ra đây thì mình bị mê mấy cái bút màu pastel ấy mọi người, nhìn nhị nháng xinh xỉu luôn. Trước đây thì mình thường xuyên bị rơi vào cái cuộc khủng hoảng chọn màu bút ấy, nên lần này hạ quyết tâm chỉ mua đúng 3 màu thôi, đơn giản với cả là dễ phối. Thật sự cứ ưng 3 cái màu bút mình chọn hôm nay, đẹp quá trời à. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một vài cái cách mà mình thường dùng để viết nốt cực kỳ xinh với cả là dễ làm luôn. Tất cả những cái gì mà mọi người cần chuẩn bị chỉ là một cái bút nhớ và một cái bút viết bình thường thôi. Có hai điểm bất tiện của giấy nốt mà mình đã nhận ra trong quá trình sử dụng. Thứ nhất đó chính là nó dễ dàng bị cong mép khi mà mình gập vở vào mà không để ý. Thứ hai là có một vài loại giấy nốt mà khả năng dính của nó không được tốt cho lắm, mà đặc biệt là mấy cái loại đẹp đẽ với mọi người, nên là nó cực kỳ dễ bị bay ra và kèm theo cái hậu quả là những cái gì mà mình ghi chú nó cũng bay đi mất tiêu luôn. Vậy nên mình nghĩ là nếu mà viết được trực tiếp vào vở nó vẫn tốt hơn so với cái việc là mình dán lên ấy. Và bên cạnh chính là một vài cách mà mình đã dùng để viết tiêu đề cho cái quyển vở của mình nhìn xinh xắn hơn ấy. Cách viết thì cực kỳ đơn giản luôn nên là mọi người có thể tham khảo để áp dụng cho cái quyển vở của mình nha. Mình có chuẩn bị thêm hai cái bút khác màu để ghi chú những cái thứ quan trọng trong vở này. Thêm một cái gương bảo túi để đảm bảo mình luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Có ai là tín đồ màu hồng giống như mình không? Thật sự sticker luôn là cái thứ gì đấy mà mặc dù mình đã có rất là nhiều ở nhà rồi nhưng mà vẫn không thể nào mà kìm lòng được muốn mua thêm mỗi khi mà nhìn thấy cái hình gì xinh xinh ấy. Mà đây còn là hình con mèo mà mình cực kỳ thích nữa. Thế nên cái cám dỗ này đối với mình quá là lớn mọi người ạ. Cái ví nhỏ này thì mình được tặng kèm khi mua cái ba lô lúc nãy và mình thấy nó khá là xinh ấy nên là cũng tận dụng để để căn cước công dân để cả là thẻ ngân hàng luôn. Và một vật bất ly thân không thể thiếu của mình mỗi khi đi học là chính là bình nước. Thường thì một buổi sáng mình sẽ uống tầm 800ml nước ấy. Tuy nhiên thì cái bình này nó có dung tích khá nhỏ, chỉ khoảng 300-400ml thôi. Nên là mình nghĩ mình sẽ phải lấy nước hai lần ấy. Tuy nhiên thì vì nó xinh quá nên là mình cũng bất chấp luôn. Cái quạt tay này thì mình đã mua để chuẩn bị cho cái việc đeo quân sự vào năm nhất. Ước gì nó là màu hồng thì mình nghĩ nó sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều ấy. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó có võ đó mọi người ơi. Gió của nó mạnh cực kỳ luôn. Cái này thì dùng bằng sạc và khi mua thì mọi người sẽ được tặng kèm một cái dây như thế này nha.
Ngoài ra thì mình còn có thói quen bỏ túi một vài loại body mist mỗi khi ra ngoài đường, bởi vì đối với mình thì hương thơm chính là cái yếu tố giúp mình trở nên tự tin hơn cũng như là khẳng định cá tính của bản thân. Mình đã dùng thử rất nhiều loại body mist rồi nhưng mà vẫn bị mê cái mùi Velvet Petal này, bởi vì nó vừa có mùi của hạnh nhân xong lại còn có mùi của vani nữa, ngọt xỉu luôn. Trước khi mà nói những sản phẩm dưỡng da thì mình muốn khoe một chút về cái lọ kem lót GC mà mình mới mua được nè. Mình chọn màu tím với công dụng chính là làm sáng da với cả làm đều màu da, bởi vì da mình nó có hơi thiên vàng một chút xíu. Chất kem của em này thì cực kỳ mỏng nhẹ và dễ tán, để lại cho da mình một cái lớp finish ẩm nhẹ như kiểu là khi mọi người bôi một cái lớp kem dưỡng ấy. Về độ giữ makeup thì mình chỉ đánh giá em này ở mức trung bình thôi vì nó khá là nhanh trôi nha. Tuy nhiên thì khi mà mọi người có một lớp kem lót thì lớp nền của bạn sẽ ẩm và mướt hơn rất là nhiều ấy, và kem lót cũng sẽ giúp bảo vệ da của bạn khỏi tác hại của lớp makeup nữa, vậy nên là mọi người đừng quên nha. Tiếp theo thì mình có một lọ kem nền của nhà Maybelline Fit Me. Màu mình chọn là màu 115 và theo như mình thấy thì đây là một màu trung tính, không quá sáng cũng không quá tối, nên là nó đẹp với màu da của mình luôn ý. Khi mà apply lên da thì mình thấy em này thẩm thấu rất là nhanh luôn. Lớp kem thì không bị dày quá, mỏng nhẹ, tạo cho mình một lớp nền cực kỳ mịn với cả là lì ở trên da. Khi sử dụng em này thì mình không thể có cảm giác nặng mặt cũng như là không gặp cái tình trạng bị mốc nền ý. Mọi người có thể so sánh hai bên mặt của mình để nhìn rõ sự hiệu quả của em nó nha. Gần đây thì mình có chuyển sang sử dụng cái loại nước tẩy trang màu xanh ngọc của Garnier. Theo như mình được biết thì em này vừa được bổ sung thêm BHA salicylic giúp hỗ trợ kiểm soát dầu thừa với cả là cải thiện tình trạng da mụn, nên là mình nghĩ sẽ cực kỳ hợp với những bạn nào da dầu mụn. Còn bạn nào da khô thì không nên dùng em này vì nó sẽ khiến da của mọi người khô hơn nếu không được dưỡng ẩm đầy đủ với cả là đúng cách ý. Tiếp theo thì tôi có một em sữa rửa mặt của nhà Simple. Cái khả năng làm sạch của em này thì mình cũng chỉ đánh giá ở mức trung bình khá thôi, vậy nên nó hợp lý với những cái bạn nào là học sinh sinh viên này, hoặc là nhân viên văn phòng không phải tiếp xúc quá nhiều với khói bụi cũng như là cái môi trường dầu mỡ, ví dụ như kiểu là đầu bếp chẳng hạn. Gần đây thì mình có sử dụng một bạn serum làm mờ thâm cũng như là dưỡng trắng của nhà Sun By Me. Cái này là phiên bản mới với hàm lượng niacinamide là 10%, gấp đôi phiên bản cũ, giúp mình có thể cải thiện tông da này, thu nhỏ lỗ chân lông cũng như là giảm thiểu làn da xỉn màu kém sức sống. Trộm vía từ ngày dùng em này thì da của mình căng bóng rõ rệt và cảm giác nó cũng giảm đi những cái mụn ẩn li ti nữa. Và cuối cùng thì tôi có một loại kem dưỡng ẩm của nhà Sun By Me. Trời ơi, không phải quảng cáo đâu nhưng mà tôi thích Sun By Me thật đó mọi người, kiểu nó rất là hợp với da của mình luôn ấy. Em này thì có chiết xuất đến 70% là rau má, và ngoài ra thì còn được bổ sung thêm AHA, BHA cũng như là PHA, nên là ngoài việc cung cấp độ ẩm thì nó còn giúp mình làm dịu da cũng như là phục hồi da cực kỳ tốt nha. Và dưỡng môi thì mình chỉ cần một lọ Vaseline là đủ rồi, không cần thêm bất kỳ một cái gì nữa ấy. Trước khi đi ngủ mọi người chỉ cần bôi một lớp thật dày và sáng hôm sau dùng bông tẩy trang lau lại là auto của một làn môi mềm nha. Và mình sẽ dưỡng mi bằng tinh chất dầu dừa của Vico Cool để kết thúc cái chương trình skincare này. Được cái mi mình đã ngắn xong rồi lại còn mỏng, nên là phải dùng thử mấy cái loại dưỡng mi này xem sao. Mình mong là cái mi của mình sẽ dài ra thật để mình có thể quay lại review cho mọi người xem thành quả ấy. Và cuối cùng thì mình chúc tất cả những bạn nào đang xem video này sẽ có một năm học mới thật là thành công và rực rỡ nha.